Sitanda, Euro Sitanda, Haaland, Kittin là những thương hiệu ổn áp và bếp từ nổi tiếng trong nước và xuất khẩu của công ty cổ phần nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện lưới miền Bắc. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 550 hoặc tới các điện máy showroom gần nhất để trải nghiệm và hưởng các chính sách ưu đãi tốt nhất. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá. Ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã mang tới những hệ lụy ngoài mong đợi cho các cổ động viên Chelsea. Thể thao Nga đã bị tác động nặng nề bởi hàng loạt các lệnh cấm và những cá nhân có tiếng tăm cũng không phải ngoại lệ. Abramovich là người Nga và yếu tố chính trị cuối cùng cũng đã chạm tới vấn đề thể thao. Ông chủ của Chelsea chịu vô vàn áp lực và không thể trụ lại ở trước ghế nóng. Dù Chelsea liên tục tuyên bố Abramovich cam kết đế chế của mình được điều hành từ SW6, quỹ từ thiện Chelsea gồm có 6 người và không có ý định bán đội bóng. Nhưng thông tin Abramovich giao bán Chelsea với giá 3 tỷ bảng là không hề vô căn cứ. Thậm chí, những cái tên được xác định là có khả năng trở thành chủ sở hữu mới của đội bóng nước Anh cũng đã được xác định. Trong tâm thư đăng tải trên trang chủ của câu lạc bộ, ông Abramovich đã viết: "Tôi muốn xác thực những đồn đoán được truyền thông nhắc tới thời gian qua liên quan tới vấn đề sở hữu câu lạc bộ Chelsea của tôi. Như tôi từng tuyên bố trong quá khứ, mọi quyết định tôi đưa ra đều xuất phát từ lợi ích cao nhất của câu lạc bộ. Trong bối cảnh hiện tại, tôi đã đi tới quyết định sẽ bán đi câu lạc bộ vì tôi tin rằng điều đó mang tới lợi ích tốt nhất cho Chelsea, người hâm mộ, các nhân viên cũng như những đối tác và nhà tài trợ cho câu lạc bộ. Quá trình bán đi câu lạc bộ sẽ không diễn ra nhanh chóng, nó sẽ được thực hiện đúng trình tự thủ tục. Tôi sẽ không yêu cầu hoàn trả bất kỳ khoản vay nào. Chuyện tiền bạc hay các vấn đề kinh doanh chưa bao giờ là thứ tôi bận tâm. Thứ duy nhất có ý nghĩa chính là tình yêu thuần túy tôi dành cho bóng đá và câu lạc bộ. Ngoài ra, tôi cũng đã chỉ đạo đội ngũ của mình thành lập một quỹ từ thiện. Tất cả lợi nhuận thu được từ việc bán đi câu lạc bộ sẽ được quyên góp vào quỹ. Quỹ từ thiện này sẽ được dùng để giúp đỡ tất cả các nạn nhân của cuộc chiến tranh tại Ukraine, bao gồm việc tài trợ ngân sách để đáp ứng những nhu cầu cần thiết và cấp bách của các nạn nhân, cũng như hỗ trợ quá trình phục hồi trong lâu dài. Hãy hiểu cho tôi, bởi đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Tôi hết sức đau lòng khi phải chia tay câu lạc bộ theo cách này. Tuy nhiên, tôi tin rằng quyết định này là vì lợi ích tốt nhất của câu lạc bộ. Tôi hy vọng mình vẫn có thể đến thăm Stamford Bridge lần cuối để nói lời tạm biệt với tất cả các bạn. Được trở thành một phần của câu lạc bộ Chelsea là một đặc ân với tôi trong cuộc đời này, và tôi sẽ luôn cảm thấy tự hào với những gì chúng ta đạt được. Chelsea Football Club và người hâm mộ đội bóng sẽ luôn hiện hữu trong trái tim tôi. Cảm ơn vì tất cả, Roman. Theo định giá của báo chí Anh, ông Abramovich mua Chelsea hè 2003 với mức giá khoảng 190 triệu đô, nhưng hiện tại theo định giá của Forbes, Chelsea trị giá hơn 3,2 tỷ đô. Tỷ phú Thụy Sĩ Hans Jörg Quist là ứng cử viên sáng giá trong việc mua lại Chelsea. Xuất thân bí ẩn và quyền lực mềm từ điện Kremlin. Sắp tới, Chelsea sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới, một triều đại mới, một kỷ nguyên mới. Nhưng di sản vĩ đại mà Abramovich để lại Stamford Bridge sẽ không bao giờ bị lãng quên. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Premier League ra đời, giới truyền thông Anh đã điểm ra ba nhân vật ngoại quốc đóng vai trò thay đổi hình ảnh và tính chất của giải đấu. Đó là ba con người ở ba vị trí khác nhau, đó là Arsene Wenger, huấn luyện viên, Eric Cantona, cầu thủ, và người cuối cùng là Roman Abramovich, ông chủ. Người ta cho rằng chính Abramovich là người mở ra một con đường cho các ông chủ nước ngoài tới với nước Anh. Dù Chelsea ban đầu không phải là mục tiêu mà Abramovich nhắm tới, nhưng sau tất cả, đội bóng này đã thay ra đổi thịt dưới kỷ nguyên của tỷ phú người Nga. Sau Abramovich, làn sóng ông chủ nước ngoài đầu tư vào các câu lạc bộ Anh đã tăng lên. Người ta từng bàn tán rất nhiều về vấn đề xuất thân của Abramovich. Ông là người quản lý các vấn đề kinh tế tư nhân của Tổng thống Putin. Ông cũng là người bị từ chối cấp phép cư trú ở Thụy Sĩ do bị nghi ngờ là có liên quan tới rửa tiền và có liên hệ với các tổ chức tội phạm. Abramovich cũng bị coi là mối nguy hiểm về an ninh công cộng và rủi ro về uy tín đối với Thụy Sĩ. Khi mua Chelsea FC, Abramovich là thống đốc vùng Chukota của Nga. Theo các nguồn tin cáo buộc rằng việc mua bán này được thực hiện theo lệnh của Điện Kremlin. Sau khi vụ mua bán thành công, ông hiện có quyền lực mềm và ảnh hưởng rất lớn ở Vương quốc Anh. Abramovich đã liên tục phủ nhận việc tiếp cận, nhận ưu ái hoặc bất kỳ một mối quan hệ nào đặc biệt với Putin hoặc Điện Kremlin. Abramovich cũng phủ nhận rằng ông được Putin thúc đẩy bằng mọi cách để mua lại Chelsea FC. Ông cũng phủ nhận rằng quyền sở hữu câu lạc bộ Chelsea có liên quan gì tới quyền lực mềm hoặc mục đích chính trị. Lời vĩnh biệt một triều đại.
Sau 19 năm, chế độ của Roman Abramovich ở Chelsea đã sắp sửa khép lại. Trang chủ của câu lạc bộ đã đưa ra tuyên bố chính thức của vị tỷ phú người Nga về việc bán đội bóng, một cách tốt nhất cho chính ông cũng như đội bóng trong bối cảnh chính trị thế giới hiện nay. Một cuộc chia tay theo cách mà người hâm mộ Chelsea không hề mong muốn. Khi cách đây chưa lâu, đội bóng mới đoạt được một danh hiệu và hai mùa giải vừa qua, The Blue đã đổ vào thị trường chuyển nhượng lên tới 360 triệu euro để bổ sung lực lượng. Vị thế của Chelsea lúc này rất khác so với thời điểm mà Abramovich mua lại đội bóng vào năm 2003. Năm 2003, ông Ken Betis, chủ sở hữu kiêm chủ tịch của Chelsea thời điểm đó, phải mời Trevor Burrus về làm CEO của đội bóng. Burrus, một chuyên gia về tái cấu trúc tài chính, có nhiệm vụ duy nhất là cứu Chelsea khỏi bờ vực phá sản. Trong khi đó, thời điểm ấy, Roman Abramovich vẫn là một nhân vật bí ẩn với truyền thông phương Tây. Đầu năm 2002, Roman Abramovich nhận ra ông đã có một mối quan tâm mới. Mỗi khi có công việc và tới các thành phố trên khắp châu Âu, vị doanh nhân mang hai quốc tịch Israel và Nga lại tham dự các trận bóng đá. Cảm nhận trực tiếp đầu tiên của ông với bóng đá Anh là khi dự khán trận tứ kết Champions League mùa giải 2002-2003 giữa Manchester United và Real Madrid trên sân Old Trafford. Suy nghĩ về việc sở hữu một đội bóng bắt đầu ngày một nhiều trong đầu của Abramovich. Ban đầu, Chelsea không phải là đối tượng mà doanh nhân trẻ người Nga thời điểm đó nhắm tới. Tottenham, đại kình địch cùng thành phố của Chelsea, mới là câu lạc bộ mà Abramovich muốn nói chuyện. Tuy nhiên, vì không ấn tượng với vị trí địa lý của đội bóng này, nơi được ông nói là còn tệ hơn cả Omsk, một thành phố nằm gần Siberia của Nga, mà Abramovich quyết định bỏ Spurs. Sau đó, với sự môi giới của siêu cỏ Pini Zahavi, Abramovich đã được tiếp cận để mua lại Chelsea. Tuy nhiên, một trong những điều kiện để Abramovich gật đầu đồng ý chính là việc The Blue phải giành tấm vé tham dự Champions League mùa giải 2004-2005. Chính vì lẽ đó, trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Liverpool có ý nghĩa sống còn. Nó không chỉ quyết định tới tấm vé dự Champions League mà còn cả tương lai của đội bóng. Báo chí bắt đầu đánh hơi được về một màn bơm tiền mạnh mẽ cho mùa giải tiếp theo nếu Chelsea giành được chiến thắng. Ngày 10 tháng 5 năm 2003, một ngày trước khi trận đấu diễn ra, các cầu thủ được yêu cầu phải dọn hết đến khách sạn mà đội bóng đã thuê để ở, thay vì ngủ qua đêm ở nhà như thường lệ. Sau bữa tối, CEO Trevor Burrus xuất hiện để úy lạo tinh thần toàn đội và nói với họ trận đấu vào ngày hôm sau sẽ là một trong những trận đấu quan trọng nhất cuộc đời của họ. Thậm chí, ông còn mời hẳn tới một cựu chiến binh để chia sẻ về lòng quả cảm, về tinh thần chiến đấu nhằm khơi dậy sự quyết tâm trong lòng các cầu thủ Chelsea. Graeme Lawson nhớ lại, tôi có cảm giác hưng phấn như thể mình đã uống tới 32 cốc espresso vậy. Tôi muốn rời khỏi phòng của mình lập tức và chiến đấu ngay tại Hyde Park, địa điểm đóng quân của đội. Kết quả, Chelsea đã lội ngược dòng, giành chiến thắng 2-1 nhờ hai bàn thắng của Marcel Desailly và Jesper Grønskjær. Mục tiêu trên sân cỏ đã hoàn thành và những thay đổi ở thượng tầng cũng diễn ra. Một chiến thắng quan trọng để mở nốt ổ khóa cuối cùng cho Chelsea, mở cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới. Tháng 7 năm 2003, Ken Betis chính thức bán Chelsea cho Roman Abramovich với mức giá 140 triệu bảng, trong đó bao gồm 75 triệu bảng tiền nợ, cao hơn bất cứ số tiền nào từng được chi ra để sở hữu một câu lạc bộ ở Premier League. Có tiền của Abramovich, Chelsea lập tức lột xác mạnh mẽ. Vào mùa hè năm 2004, huấn luyện viên Jose Mourinho khi ấy vừa cùng Porto giành cú ăn ba nổi bật là chức vô địch Champions League xuất hiện và những siêu sao thực thụ như Robben, Daniel Dapp, Cech, Drogba cũng đến sân Stamford Bridge chơi bóng. 170 triệu euro được đổ vào thị trường chuyển nhượng trong mùa giải 2003-2004 để Chelsea tăng cường lực lượng. Thêm 166,4 triệu euro khác được bơm tiếp vào thị trường chuyển nhượng ở mùa bóng tiếp theo. Abramovich không hề nói suông. Những ngôi sao được mang về trên sân cỏ. Jose Mourinho, vị huấn luyện viên trẻ tài ba giúp Porto đoạt cú ăn ba cũng được mang về để thay thế Claudio Ranieri trên băng ghế huấn luyện. Dưới bàn tay của Abramovich, The Blue nhanh chóng lột xác. Ban đầu, Chelsea được bổ sung những ngôi sao dạng sắp hết thời như Vialli, Gullit, Zola, Mutu. Sau đó, Abramovich chi tiền không tiếc tay khi trả món nợ 75 triệu bảng cho Chelsea và bỏ ra thêm tổng cộng là 440 triệu bảng để mua cầu thủ trong giai đoạn 2004-2006. Tính đến nay, Abramovich đã ném vào thị trường chuyển nhượng hơn 2 tỷ bảng để tạo ra một đế chế Chelsea. Những siêu sao thực thụ như Robben, Daniel Dapp, Peter Cech và Drogba cũng đến sân Stamford Bridge chơi bóng. Từ đó trở đi,
một kỷ nguyên rực rỡ của Chelsea được mở ra, không chỉ với đội nam mà còn cả đội nữ. Chelsea nhanh chóng trở thành đại gia của bóng đá Anh với hai chức vô địch Premier League 2004-2005 và 2005-2006. Họ cũng không mất nhiều thời gian để biến mình thành một tên tuổi đáng gờm và giàu sức cạnh tranh ở Champions League. Tiền bạc và tình yêu có lẽ là điều mà Abramovich luôn biết cách để thể hiện ở mức tối đa với Chelsea. Ông không ngần ngại vung tiền chiêu mộ ngôi sao hay huấn luyện viên tên tuổi cho đội bóng. Ông cũng thường xuyên có mặt trên khán đài mỗi khi Chelsea chơi trên sân nhà và luôn ăn mừng một cách đầy phấn khích khi đội bóng ghi bàn hay giành chiến thắng. Tại Chelsea, những Mourinho, Lampard, Peter Cech, Drogba hay Terry đã trở thành huyền thoại. Thế nhưng, nếu không có Abramovich, những cái tên ấy thậm chí chưa chắc đã đầu quân cho đội bóng này hoặc là gắn bó và cống hiến đủ lâu để trở thành huyền thoại. Do đó, không quá lời khi khẳng định Abramovich đã tạo ra những huyền thoại cho Chelsea. Theo thống kê, từ khi tiếp quản Chelsea, Abramovich đã kích hoạt không dưới 40 bom tấn. Trong số này, đáng kể nhất phải là Crespo 23,4 triệu bảng, Drogba 24 triệu bảng, Shevchenko 30 triệu bảng, Fernando Torres 50 triệu bảng, Eden Hazard 32 triệu bảng, Kante 32 triệu bảng, Kai Havertz 70 triệu bảng và mới nhất là Lukaku 100 triệu bảng. Đến nay, nhiều người vẫn tưởng nhầm lẫn Abramovich là chủ tịch của đội bóng, nhưng thực chất Blackburn mới là chủ tịch của Chelsea, còn Abramovich là ông chủ. Tỷ phú người Nga không trực tiếp điều hành Chelsea, nhưng bằng những cánh tay nối dài của mình, ông vẫn nắm được tình hình của đội bóng. Đối với Chelsea, những phi vụ đầu tư khủng đã mang lại vinh quang trên sân Stamford Bridge. Tất cả đều được diễn ra dưới sự chứng kiến phía sau tấm rèm nhiếp chính của Abramovich. Chelsea đã đoạt tới 19 danh hiệu vô địch và đủ cho bộ sưu tập các danh hiệu cấp câu lạc bộ mà một câu lạc bộ có thể đoạt được. Và rồi, khi vị tỷ phú này ra đi, ông để lại một câu lạc bộ Chelsea như chính nó lúc ông bắt đầu sở hữu. Một câu lạc bộ bóng đá chỉ có một người chủ với tư cách cá nhân duy nhất. Từ cách đây vài năm, sau khi bị cấm nhập cảnh vào Anh, Abramovich vẫn theo dõi Chelsea trên những chiếc du thuyền sang trọng của mình. Dù ở bất cứ đâu, ông đều yêu cầu cấp dưới phải đảm bảo tín hiệu vệ tinh thật tốt để không bỏ lỡ các trận đấu. Khi Chelsea ra nước ngoài thi đấu hoặc đá những trận cầu quan trọng, nếu có thể, ông đều tới sân để cổ vũ tinh thần đội bóng. Sau trận chung kết Champions League mùa giải trước, đội trưởng Cesar Aspilicueta đã ôm lấy Abramovich và nói rằng: "Tôi không biết cái cúp ở đâu, nhưng tôi sẽ mang nó tới cho ông vì nó là của ông." Thời điểm đại dịch Covid-19 mới bùng phát ở châu Âu, Chelsea là một trong những đội bóng hiếm hoi mà các cầu thủ không cần giảm lương và các nhân viên trong đội cũng không bị sa thải. Thậm chí khi đó, tỷ phú Nga còn sẵn sàng cho cơ quan y tế Anh sử dụng khách sạn của ông làm nơi nghỉ ngơi của các bác sĩ cũng như nơi điều trị cho các bệnh nhân mà toàn bộ chi phí sẽ do Abramovich chi trả. Trong suốt 19 năm, Abramovich mang tới cho Chelsea một chỗ dựa ổn định và một kỷ nguyên rực rỡ. Trong cuộc phỏng vấn với BBC vào năm 2003, cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi chính thức sở hữu The Blue, tỷ phú người Nga nói rằng: "Vấn đề không phải kiếm tiền. Tôi có nhiều cách để kiếm tiền ít mạo hiểm hơn thế này. Tôi không muốn ném tiền qua cửa sổ, nhưng thực sự thương vụ này là vì niềm vui, những chiến thắng và các danh hiệu." Trong tuyên bố gần nhất trên trang chủ, ông khẳng định: "Tôi sẽ không yêu cầu hoàn trả bất cứ một khoản vay nào. Tôi chưa bao giờ quá đặt nặng chuyện kinh doanh hay tiền bạc ở đây, mà đơn giản đó là niềm đam mê thuần túy của tôi cho bóng đá và cho câu lạc bộ này." Cuộc chơi của ông chuẩn bị phải khép lại. Sắp tới, Chelsea sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới, một triều đại mới, một kỷ nguyên mới. Nhưng di sản vĩ đại mà Abramovich để lại Stamford Bridge sẽ không bao giờ bị lãng quên. Nói không ngoa, Abramovich đã tạo ra một cuộc chơi mới cho Chelsea để họ có được ngày hôm nay.